này xá lợi tử vì tĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối, này xá lợi tử. Vì thiệt giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối này xá lợi tử vì thân giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối này xá lợi tử vì ý giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.